Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo việc cách ly kịp thời đối với các trường hợp người lao động trở về từ nước ngoài cũng như các trường hợp trở về từ vùng dịch, chiều ngày 28 tháng 7 vừa qua, huyện Mường Nhé đã kịp thời cách ly đối với trường hợp trở về từ vùng dịch thành phố Đà Nẵng, phản ánh của phóng viên thời sự. Ngay sau khi trở về từ vùng dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng, vợ chồng chị Bùi Thị Phương Cúc, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện Mường Nhé và chồng là anh Vũ Quốc Thành đã được cách ly ngay tại xí nghiệp 79, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 huyện Mường Nhé. Trước đó, chị Cúc được cơ quan cử đi công tác tập huấn tại Đà Nẵng, nhưng khi Đà Nẵng bùng phát dịch COVID-19, bản thân chị và lớp tập huấn đã được cho nghỉ và trở lại địa phương. Trong quá trình trở về, chị Cúc đã tuân thủ đúng các bước về kê khai cũng như thực hiện cách ly theo quy định của Chính phủ và Bộ Y tế. Trước khi lên máy bay, chúng tôi đã làm tờ khai y tế với cảng hàng không Việt Nam. Và khi mà xuống sân bay để chuẩn bị về Điện Biên thì chúng tôi đã liên lạc với Trung tâm Y tế thành phố để thực hiện các bước cách ly. Nhưng khi vào đây thì các đồng chí đã, để đảm bảo an toàn, thì các đồng chí đã cho chúng tôi cách ly tập trung. Nói chung, bọn tôi đã thực hiện đầy đủ các bước cách ly và khai báo đầy đủ với lại các cơ quan chính quyền tại địa phương nơi mình cư trú và nơi mình di chuyển đi. Cũng qua đây thì cũng mong mọi người là cùng chung tay chống dịch để đảm bảo an toàn cho mình, cho người thân của mình và cho mọi người. Bác sĩ Nguyễn Danh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé cho biết, đối với trường hợp như chị Cúc, những ngày trên đường về địa phương, chị Cúc đã được các ngành chức năng thông báo là không được rẽ hay vào bất cứ nơi công cộng nào để đảm bảo phòng chống dịch. Và khi trở về đến địa phương, chị Cúc và chồng đã được đưa vào khu cách ly để thực hiện việc cách ly, đồng thời sẽ được tiến hành lấy mẫu để gửi đi kiểm tra theo quy định. Ngoài việc kịp thời cách ly đối với trường hợp chị Cúc trở về từ Đà Nẵng, hiện Mường Nhé đang thực hiện cách ly 21 người về từ Lào và Trung Quốc. Hiện tại, tại khu cách ly tập trung, chúng tôi có 21 trường hợp cách ly trước và kết quả xét nghiệm là âm tính với SARS-CoV-2. Trong ngày hôm nay, chúng tôi có tiếp nhận 2 trường hợp đi từ quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về. Thì chúng tôi đã xin ý kiến Ban chỉ đạo huyện Mường Nhé. Và được sự nhất trí của Ban chỉ đạo huyện, phòng chống dịch của huyện thì chúng tôi đã đưa vào khu cách ly tập trung. Chúng tôi sẽ chuẩn bị các trang thiết bị rồi sinh phẩm để sáng mai chúng tôi sẽ tiến hành lấy mẫu và gửi ra CDC để làm xét nghiệm. Việc kịp thời cách ly đối với các trường hợp trở về từ vùng dịch như vậy không chỉ đảm bảo về công tác phòng chống dịch COVID-19 mà còn nhằm đảm bảo việc theo dõi sức khỏe cho những người được cách ly, kiểm soát chặt chẽ nguy cơ dịch bệnh.